cửa mở ra và Stanley Law cần phải làm tốt. Tình huống này tạm thời chưa bắt được ai cả và Stanley Law chết chạy, nhưng Michu ở đây làm đổi. Michu làm 3 và C4 đã rời. Và hiện tại thì Michu đang là người canh ở B-Ram, phát hiện ra khá nhiều người rồi đấy. Nhảy xuống B-Ram là an toàn. Nhưng bây giờ thì Michu không thể làm bất kỳ được một ai cả. Bom side B đang hoàn toàn trống trải dành cho các viên bên phía team Mousesport. Và EG họ sẽ cần làm gì đây? Khi mà Senitor thì vẫn có cho mình đó là cái kit kèm cái quả là quả smoke. Bây giờ một tình huống biter khá hay đến từ anh chàng Rob. Đã bắt đi được người có kit của các thành viên EG rồi. C4 thì đã đặt thành công. Bymas hạ gục đi vị trí anh chàng Bridgy và quá ít cơ hội còn lại dành cho Circle cũng như là Obo. Obo là một tài năng trẻ một thời gian gần đây, chúng ta đã thấy được tài năng của anh ta thể hiện nó như thế nào rồi. Nhưng Circle thì lại đang không có phong độ tốt nhất và bây giờ thì Frozen vả mặt luôn anh chàng Circle này. Không còn cơ hội nào và tỷ số chắc chắn sẽ là 1-0 dành cho Mousesport mà thôi. Họ có vẻ là đang chuẩn bị cho một bài đánh vào khu bom sai A. Nhưng bây giờ ra từ cái khu vực cửa hớt có vẻ là không được tốt cho lắm, mất đến tận 3 người rồi. Với Rob Z cũng đã đổi một Rob Z làm 2. Đánh tận là 3 rồi. Và tình huống trở về đó là 2v2. Lượng máu có sự chênh lệch là không quá nhiều. Thậm chí là Frozen còn đang di chuyển một cách vô cùng khéo léo. Và khả năng sẽ hướng đến đó là cái khu Heaven mà thôi. Liệu rằng người ở trên cao đó là Michu có biết được hay không đây? Đây sẽ là một tình huống cực kỳ quan trọng. Nếu như bắt được anh chàng Michu thì cơ hội mở ra cho Mousesport là rất nhiều. Quá tuyệt vời đến từ vị trí của anh chàng Rob này. Khi mà đồng đội ngã xuống thì cũng là nơi Rob đứng lên. Ba cái mặt cho nó cẩn thận. Ở đây thì Frozen cũng như là Michu đang solo xem ai sẽ là người chầy cối hơn. Nhưng Rob thay luôn phần người đồng đội của mình. Và liệu rằng có bắt được Michu hay không đây? Bốn cái mặt rồi, liệu rằng có tình huống ace dành cho Rob hay không? 20 giây còn lại và bây giờ đã nhìn thấy người. Và một cái ace 5 mặt đến từ anh chàng Rob. Tình huống bắn quá tuyệt vời, tay rất to và rõ ràng đây là star player mà bất cứ đội tuyển nào cũng đang mong muốn. Nhưng đây là một vị trí stack rất đẹp đến anh chàng Obo này và Obo lại là người đầu tiên phải nằm xuống. Frozen ở đây có check sang bên trái không đây? Ritzy làm đổi và không, chính xác là Ritzy chỉ là một thôi khi mà Frozen out cũng đi Dexter, nhưng mà Rob tiếp tục thể hiện đôi bàn tay của mình. Hai người nữa lại phải ngã xuống với các thành viên của EG rồi. Retake 2v3 có thành công hay không đây? Sẽ là khó nha. Rob đang có góc đứng đẹp. Thậm chí là Aco đang có một góc cây ốp cũng là đẹp không kém. Một cái setup đứng như này anh nghĩ là khá thành công dành cho các viên bên phía team Mousesport. Nhưng tạm thời thì có một quả lửa là khá khó chịu nhà. Rob Z đẩy ra đổi mạng cho người đồng đội của mình rồi. Và tình huống bây giờ là 1v2 và hình như là Circle không có một cái ý tưởng nào về cái việc đó là retake quả bom này sau khi người đồng đội của mình đã ngã xuống. Và khả năng cao sẽ là 5-1 dành cho các viên bên phía team Mousesport mà thôi. Nhảy check rất kinh nghiệm và chỉ cần nhìn thấy đối phương thôi sẽ trả ra một quả nết. Quả nết này có đau hay không đây? Rất may mắn là không. Cửa mở ra và Stanley Law cần phải làm tốt. Tình huống này tạm thời chưa bắt được ai cả. Và Stanley Law chết chạy nhưng Michu ở đây làm đổi. Michu làm 3 và C4 đã rời. Thậm chí là cả vị trí anh chàng Dexter cũng đã phải nằm xuống. Rob, người có hỏa lực yếu nhất, lại là người duy nhất không chết chạy. Chính xác là có thêm cả Bymas đổi mạng nữa. Nhưng không còn ý nghĩa gì. 5 HP còn lại, Rob sẽ phải nằm xuống mà thôi. Round thắng thứ 3 đã đến dành cho Evil Geniuses. 1v3 làm sao đây Obo ơi? Một round thi đấu mà có thể nói rằng là eco trắng chỉ có một mình anh chàng Rob Z là xếp được cho mình cái khẩu súng mà thôi. Nhưng bây giờ thì Obo có một rồi. Obo quay tâm là rất dẻo đó, nhưng vẫn còn người trong khu vực bom sai. Nhưng đồ là vẫn còn dành cho các viên bên dành cho Obo nha. Nhưng bây giờ Akko ngã xuống, một tình huống mà không nên xuất hiện ở trong một round thi đấu kiểu như này. Và Obo đã cần đã thành công một tình huống 1v3 rồi. Dexter còn bắt được vị trí Obo nữa cơ. Không còn lợi thế người dành cho các viên bên phía team EG nữa rồi. Và sẽ là một tình huống tràn vào cục bom sai B mà thôi. Có vẻ là bỏ quên thôi. Nhưng mà bây giờ thì vẫn còn đó là bộ đội kẹp chéo đi chung là sơ kiều. Rob gì ở đây bắt được một người. Nhưng thời gian còn đó là 15 giây. Và cái quả C4 nó rơi góc phải nói là quá xấu. Và EG họ đã tận dụng được. Bây giờ đây Rob cũng tình huống đẩy cục, nhưng Rob đấy là một quyết định sai lầm. Bymas cùng với đó là Frozen cũng đang cố gắng đi theo người đồng đội. Và Bridgy hạ gục luôn đi anh chàng này. Obo bắt được Dexter và chỉ trong vòng khoảng 3 giây mà thôi, còn lại đó là anh chàng Roka, người sống sót cuối cùng của Mousesport. Stanislaw thậm chí đã nghe được tiếng của Frozen rồi thì phải. Rob đang muốn đẩy vào, lượng bom mình là quá yếu, nhưng bây giờ Roka đã bắt đi được vị trí anh chàng Stanislaw rồi. Cơ hội lại một lần nữa được mở ra khi mà Rob bắt
thêm được, đó là Michu. Nhưng một tình huống đùa pick, không cần đùa pick khi mà Sir Q đã hạ gục đi được Rope. Dexter ở đây, Dexter cùng với cả Frozen đã ở trong bom sai. Obo bắn hơi tốn đạn, nhưng Obo vẫn kịp hạ gục đi vị trí anh chàng Roka này, xuyên qua quả smoke, nhưng vẫn đang gỡ bom. Quá đáng tiếc dành cho Mousepot khi tình huống đó Dexter lại không có kit. Thậm chí đang phải trả giá bằng 96 HP nha, và đã phải ngã xuống rồi. Robzy đang thấy cảm thấy rằng là mình đang gặp trong cái tư thế không được an toàn cho lắm. Tạm thời là trốn đã, nhưng EG vẫn đang gây những cái áp lực nhất định ở đó là khu bom xe, điển hình là vị trí của Bridgy. Và bây giờ Dexter bắt được thêm một xe Deadlaw ở khu outside nữa. Robzy đổi vị trí có được thêm cái mạng Obo. Và bây giờ Bridgy cũng không thể làm gì cái Dexter, một tình huống mà tỏa sáng rất đúng lúc mà thôi. Sơ kill bây giờ đã hạ Robzy rồi đó, nhưng bây giờ với 22 HP và 6 bão giây thì điều đó chính xác là không còn cơ hội nào cho EG trong round thi đấu đó cả. Roka liệu có bắn theo timing qua quả smoke hay không đây? Nết được trả giá đây sẽ là một quả nết quá đầu. Obo hạ gục đi Dexter, nhưng Bymat cũng đã đổi mạng là cực kỳ nhanh. Tràn vào bom sai B rồi. Bắn trượt viên ốp đầu tiên thì làm gì còn cơ hội nào nữa, mà chỉ còn lại Bymat mà thôi. Nhưng bây giờ thì đặt bom đó là vừa khít dành cho các viên bên phía team EG. Nhưng Bymat bắt được Stylist Law rồi, và các viên bên phía team EG họ sẽ cần làm tốt. Và Bridgy cũng đã tỏa sáng đúng lúc để hạ gục đi player cuối cùng của Mousepot. Stylist Law đang lộ rất nhiều tiếng, và liệu rằng Stylist Law có bảo đồng đội đấy là lobby không có ai móc hay không đây? Đúng là như thế thật, và Stylist Law cũng là người nằm xuống luôn. Chắc chắn là điều này đã khiến các thành viên của EG biết rằng bom sai B chỉ có cùng lắm là hai người mà thôi. Ở đây Roka tiếp tục bắn trượt viên ốp của mình. Chả flash ra có định repick hay không? Không cần phải repick, kiếm Bridgy là người tìm đến anh chàng này, và Sir Kill cũng tương tự là phải nằm xuống. Nói rằng cố thủ là vô cùng an toàn. Và bây giờ thì Frozen đã phát hiện ra ít nhất là một người khu phòng quan sát rồi, nhưng flash bắt đầu trả ra là khá khó chịu nha. Nhưng bây giờ thì setup 2B của Mousepot đã phải ngã xuống. Roka không đổi được bất kỳ một mạng nào cả, và có khả năng EG sẽ giành chiến thắng. Nhưng Dexter tỏa sáng với hai mạng rồi, và trong một nốt nhạc thôi, 4 player của EG đã phải ngã xuống. Sir Q đang di chuyển là kéo léo ba rồi. Nhưng bây giờ đó là 16-9, nhưng mà cũng không thể làm được gì hơn. Và đó đang tập trung rất đông người bom xe nhà, thậm chí là vị trí của Frozen có một kê đẹp ở khu vực gara. Frozen táp chết đi là anh chàng Michu. Dexter lại gục đi Sir Q thì mọi thứ nó đã là dấu chấm hết dành cho EG rồi. 16 giây, 15, 13, 12, và Stanley Law thì vẫn mãi chưa thấy được ánh sáng mặt trời. Bây giờ thì Dexter hạ gục luôn anh chàng này và đem về chiến thắng vô cùng thuyết phục dành cho Mousepot. Bên phía Mousepot pick, nhưng mà EG lại quyết định đó là bắn về T-side. Frozen ở đây đã có cho mình hai mạng gục rồi. Setup ui, chẳng cần nói gì đến setup nữa khi mà Frozen ở đây bắn tay quá to. Anh chàng này có cho mình hai cái mặt rồi, nhưng mà Robzy thì lại đi chết chay. Nhưng không sao cả, lợi thế về người đang là quá lớn dành cho đội hình của Mousepot. Nhưng đáng tiếc là không hề có cái mạng nào phải ngã xuống cả. Và thời gian chỉ còn đó là 30 giây mà thôi. Quyết định là quay xe về cuộc bom sai B rồi. Nhưng Frozen nó góp đứng đẹp nha. Góp đứng này mà cường skill thì nó là tuyệt vời luôn. Thậm chí có sự backup của anh chàng Dexter nữa. 2B đổi được 2. Nhưng mà Bridgy lại có một tình huống di chuyển phải gọi là quá khôn ngoan đi. Khả năng cao sẽ bắt được anh chàng Robzy ở trong tình huống này. Nhưng mà hai thành viên bên phía của anh chàng Mousepot thì cũng có những tình huống di chuyển phải gọi là khéo léo không kém gì Bridgy. Và bây giờ thì đã lộ vị trí rồi đấy. Quả smoke này khiến cho chàng Bridgy bị phế đi cái tầm nhìn của mình. Nhưng bây giờ thì có kit trên người chàng Rob Z, và cũng không thể làm được gì hơn khi Bridgy bây giờ đã tỏa sáng đúng lúc để giúp cho EG giành được round thi đấu chiến thắng thứ hai rồi. Giữ nguyên đội hình đó là 3A. Dexter bây giờ đã bắt được đó là vị trí của Stanis Law rồi, trả thù cho người em. Và các thành viên bên phía team EG họ bắt đầu muốn chặt bom sai A, nhưng đã giúp mất tận đó là hai người rồi. Họ không biết rằng có bao nhiêu người khu bom sai A. Tạm thời thì biết đó là có hai người trong bom sai rồi, nhưng bây giờ thì vị trí của anh chàng Bymax hết đạn như thế này thì đó là ngã xuống luôn. Dexter là bóc máy đằng sau là khó chịu, và hãy cùng xem Dexter liệu làm mấy đây. Trước đó thì đã hạ gục một rồi, và bây giờ đó là làm ba đến từ vị trí của Dexter. Thế một mạng nữa thôi thì Dexter đã hoàn thành nhiệm vụ trên cả chỉ tiêu. Nhưng bây giờ Dexter ngã xuống, nhưng rất may mắn đó là Frozen đã backup thành công. Bắt đó. Đây chắc chắn sẽ là một bài đánh nhau. EG bây giờ muốn tràn vào đây. Rob trước kỳ trắng xóa thì đã gục đi vị trí anh chàng Bridgy và chuyển góc đứng đẹp hơn. Roka bắt được Michu rồi. Quả smoke khu ách nó có một cái khe hở, và vị trí của Roka đã nhận ra điều này. Rob vẫn đang cố gắng bắn tốt. Rob bị mù trắng xóa, bài mắt hạ gục. Chính xác là bài mắt chết chạy, nhưng Roka bắt thêm một người nữa và sơ kill hạ gục đi anh chàng Robzy này rồi. Lợi thế về người hiện tại vẫn đang nghiêng về cho Mousepot, và vị trí của sơ kill chỉ còn lại đó là 10 HP mà thôi. Quá khó cho EG trong round thi đấu này. Và bây giờ thì
Đặt bom thành công, Stanislaw sẽ cần phải chọn cho mình một cái vị trí đẹp nhà, bởi anh sẽ là một cái cơ sở để giúp cho EG có thể giành được chiến thắng. Rõ ràng là bộ ba ở Mousesport họ sẽ muốn retake trong tình huống này, khi mà Frozen cũng như là Roka đều có kit, và thậm chí là Dexter còn có cho mình đó là lửa, cùng đó là Nedker. Stanislaw đang đứng một góc đứng phải nói là vô cùng cường, bắt được một người rồi đấy, chọn cho mình góc đứng khác, bắt được người thứ hai rồi. Và bây giờ thì Frozen sẽ cần phải làm gì đây? Phát hiện được Stanislaw ở đâu, nhưng cái vị trí của anh chàng Skill nó vẫn sẽ là một cái dấu hỏi lớn. Và thời gian thì nó đang trôi dần dần. Có vẻ như round thiếu này EG đã giành chiến thắng ở trong một tình huống mà tưởng chừng như là rất khó. Các viên bên phía team EG cũng đang chia người ra 2A 2B để có thể gây được những cái áp lực nhất định dành cho bên phía của Mousesport. Nhưng bây giờ thì Rob gì hạo được Obo rồi. Rõ ràng để đấu về tay thì hai anh chàng này là cân nhau. Nhưng mà cái tình huống đó thì Robzy đã thể hiện là rất tốt rồi đó. Britzy thì không để phát hiện, Robzy đã di chuyển phải nói là vô cùng khéo léo. Và vị trí Roka thậm chí còn chưa lộ ra cơ. Bây giờ đã lộ được rồi, nhưng mà Stanislaw cũng đã quá yếu máu và đang muốn đổi ca dành cho Michu để có thể làm được điều gì đó. Nhưng mà vị trí Roka vẫn đang thể hiện rằng mình là một người chơi cực kỳ trí trá của Boiler. Và thôi, có lẽ tỷ số của lượt thi đấu first half sẽ là 7-8, rút ngắn dành cho Mousesport mà thôi. Tuy nhiên thì chưa biết chắc được khi mà đang có đến tận 2 Stanislaw. Bây giờ thì chỉ còn lại một mình Stanislaw mà thôi. Kìa, người còn lại đâu mất rồi? Và liệu rằng những cái tình huống này nó có hợp lý hay không đây? Ba quả flash được ném ra, bây giờ có vẻ đang muốn tanh thẳng của A-Long rồi đó. Stanislaw ở đây chết chạy, chuyển sang đánh luôn cho mình, đó là Mitubi đến từ các thành viên của Mousesport. Bốn người rồng rắn lên mây ở khu vực City, và còn đó là vị trí của anh chàng Frozen ở khu vực chuối này. Michu ở đây bắt được một, đó là vị trí anh chàng Rob. Nhưng liệu Michu có bắt được hai hay không đây? Né flash là tôi. Michu bắn được ba cái mặt và Michu tiếp tục đẩy ra, nhưng vị trí của Frozen đã cũng đi được anh chàng nội này rồi. Còn đó là hai người, 2v2, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Rõ ràng là Frozen cần phải có mạng tình huống này, nhưng mà hai thành viên bên phía EG đang gây những cái sự khó chịu nhất định, nhưng Frozen đã là một rồi. Và tình huống này thì Roka đó là kịp backup dành cho vị trí của Frozen và giúp cho Mousesport có cho mình đó là cái pistol round. Cấn băng rõ ràng rất tai hại từ vị trí của Roka. Nhưng bây giờ thì các thành viên bên phía của Mousesport có vẻ là họ đang ném một quả smoke fake ở khu vực bom site B và bắt đầu tiến về đó là khu vực bom site A rồi. Bắt thăm minh ở đây, vị trí Obo, ôi trời ơi, bắn không chết người rồi, vẫn còn để sót lại 16 HP rồi cho anh chàng Rope. Và điều đó đã giúp cho các thành viên bên phía team Mousesport họ giật lại cho mình đó là cái lợi thế. Thời gian vẫn còn là thừa để giúp cho Dexter đặt được cái quả C4 này thành công. Và khả năng cao đó cả hai thành viên bên phía team Mousesport sẽ phải, chính xác là EG sẽ phải đi xếp súng mà thôi. Vị trí sơ cứu chỉ kịp nhìn thấy đầu gối của Rob thì Rob đã bắt đi cái đầu của anh chàng này rồi. Rob bắt đầu được trả ra. Ba người thủ bom sai B, một tình huống bắt bài đến từ EG. Liệu có thành công hay không đây? Khi mà Mousesport họ vẫn đang cố gắng chậm lại 30 giây nữa và họ vẫn chưa có ý định đánh vào bom sai B. Một cái khe quả smoke, nhưng Roka lại tiếp tục bắn trượt và Stanislaw spam quả smoke bắn chết được bài mát rồi. Roka hạ gục đi được Michu, nhưng liệu rằng biết City có tận hai người không đây? Khi Frozen đang nhảy vào là vô cùng khó chịu và Bunny thoát được cái tình huống chết đầu tiên. Nhưng bây giờ Frozen, Roka, một người 8 máu, một người 6 máu thì làm sao có cửa đây? Stanislaw đã làm đến tận 3 mạng rồi đó. Không thắng bây giờ thì là bao giờ nữa à EG ơi? Và bây giờ cơ hội là rất cao, nhưng bây giờ Robzy hạ gục được Stanislaw rồi. Britzy hình như là đã chính xác bây giờ thì đã lộ vị trí rồi đó và không thể làm được gì hơn. Đó. Cơ hội của họ vẫn còn là dài, nhưng mà càng sớm thì nó là càng tốt dành cho Mousesport để họ có được cái thời gian để có thể nghỉ ngơi. Và bây giờ thì ném rất nhiều đồ vào rồi và tạm thời vị trí của Sơ Kiu đang bị đốt rất đau. Và Sơ Kiu đã phải ngã xuống rồi, nhưng Britzy thì vẫn chưa hề lộ vị trí nha. Britzy bây giờ là một, Britzy không thể làm hai. Và vị trí của Frozen lại lên tiếng rồi, có cho mình đó là cái mặt của Obo. Và bây giờ C4 đã thành công và sẽ là một tình huống 2v2 giữa bộ đồ Robzy, Frozen, hai người chơi tốt nhất, cùng bên kia là Michu cũng như là Stanislaw. Vẫn còn có một quả smoke nữa để có thể trả ra khu vực thư viện này. Nhưng Michu và Stanislaw cũng còn hai smoke, họ hoàn toàn có thể che khu vực pit, sau đó búp flash vào và bắt người của đối phương. Michu ở đây đã bắn được vào cái đầu của Rob rồi đó. Rob chỉ còn 4 HP mà thôi. Frozen không khá khẩm hơn là bao. Stanislaw bắt được một, đó là vị trí của anh chàng Rob này. Nhưng có đoán ra được Frozen ở đâu hay không đây? Và không thể đoán được. Và đó là chiến thắng 2-0 dành cho các thành viên của Mousesport.